công nhận là các chị gái của em, những người phụ nữ đi xem show mà mặc đồ đẹp quá trời luôn. Trời ơi, mọi người ở Toronto chịu chơi quá. Dạ. All day, đúng rồi, chị yêu của em là all day nguyên ngày, thương quá. Vậy là thức với em đến 1 giờ sáng nha. Đến 1 giờ sáng mới là được về nha. Wow. Phải nói là ngoài kia lặng bao nhiêu thì trong này sẽ là cảm thấy mình ấm cúng bấy nhiêu. Và thấy quý vị ở đây cực kỳ đông. Và thấy quý vị đang rất là enjoy một cái không gian đầy hạnh phúc như thế này. Yeah. Nhớ tên nhau, xin gọi cho giấc mơ. Còn chút thương kia, xin đưa vào duyên. Có phải còn hiểu vì đôi lần thầm nhớ, mình đã thật quen, có xa lòng vẫn chờ. Từ lúc anh đi trong diệp cay bên đầu, màu trắng khăn ta có anh căn phòng cô đơn. Bao câu chuyện miên ngày em về nhà đó, buồn hát buồn nhiều ngõ đêm sầu cô nhiều. Chiều trên đời em lạc hơn, có tiếng tương tư vắng buồn. Mộng dệt theo đàn bên người mơ, bởi biết mình yêu bao giờ. Hỡi cũng thân thiết xa vời, tình đã như vòi mong chỉ còn chung đôi. Cứ cúi mặt đi tình nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.